Ban Công binh, Phòng Tham mưu thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh và các lực lượng liên quan xử lý tại chỗ quả bom MK-117A1 có sót lại sau chiến tranh. Theo đó, vào lúc 11 giờ 15 ngày 17 tháng 5, nhận được tin báo của người dân trong quá trình san lấp và cải tạo đất đã phát hiện quả bom tại khu đất trống ngay sát kênh số 11, ấp 4, xã Bình Lợi. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh đã kịp thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Lợi tham mưu cho lãnh đạo xã dừng san lấp mặt bằng, tổ chức đánh dấu, khoanh vùng và căng dây bảo vệ hiện trường. Ngay trong ngày, Ban Công binh, Phòng Tham mưu thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng dân quân xã nhanh chóng xử lý tại chỗ quả bom nói trên. Theo kết luận sơ bộ của lực lượng chuyên môn Bộ Tư lệnh Thành phố, quả bom có chiều dài 1,21 mét, đường kính lên đến 0,4 mét. Đây là loại quả bom nổ phá, có sót lại sau chiến tranh. Sau khi xử lý an toàn, lực lượng công binh sử dụng xe chuyên dụng trở về nơi tập kết vật liệu nổ của Bộ Tư lệnh Thành phố, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đồng thời hướng dẫn cho người dân chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và quân đội về việc phát hiện, báo cáo kịp thời vật liệu nổ có sót lại sau chiến tranh. Chiều hôm nay 17 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia theo hướng từng bước hiện đại, đồng bộ, đạt trình độ ngang bằng với các nước phát triển trong khu vực châu Á và trên thế giới. Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được xây dựng theo quy định và trình tự của Luật Quy hoạch, Luật Khí tượng Thủy văn, Luật Phòng chống thiên tai 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Quy hoạch lần này đã có những điểm mới so với quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đã thực hiện quy hoạch mạng lưới theo cái quy hoạch theo yếu tố quan trắc và không quy hoạch theo hạng trạm như trước đây, để hướng tới cái mô hình mạng lưới trạm có mật độ quan trắc phù hợp, không thừa mà cũng không thiếu. Theo cái định hướng công nghệ quan trắc tiên tiến, hiện đại, tự động hóa cao như mô hình của các nước phát triển trên thế giới, nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cao về cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ nhu cầu dự báo, cảnh báo và phát triển kinh tế xã hội đặt ra qua các thời kỳ. Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, mật độ bình quân trên toàn mạng lưới đạt mức ngang bằng với các nước phát triển khu vực châu Á. Tầm nhìn đến năm 2050, mật độ trạm khí tượng thủy văn tự động ngang bằng với các nước phát triển trên thế giới, với tổng số trạm khí tượng thủy văn đạt 5.886 trạm. Chuyển đổi hầu hết các trạm khí tượng thủy văn truyền thống sang tự động hoàn toàn theo mô hình mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại của các nước phát triển. Để đẩy nhanh quá trình tự động hóa, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng kêu gọi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khí tượng thủy văn tiếp tục quan tâm, tăng cường đầu tư vào các dự án phát triển, nâng cấp, tự động hóa, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn theo đúng tinh thần chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa công tác khí tượng thủy văn của Đảng và nhà nước. Việc triển khai thành công các nội dung của quy hoạch sẽ đem lại nhiều kết quả quan trọng như cung cấp đầy đủ và kịp thời những số liệu khí tượng thủy văn tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, vùng chống số liệu, vùng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, khu vực ven biển, đảo, tạo ra được hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu theo hướng tập trung, hiện đại, đồng bộ, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, kiểm tra, giám sát, chia sẻ và khai thác dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn. Thưa quý vị, cầu Vĩnh Tuy 2 được đưa vào hoạt động nhằm giảm tải cho cầu Vĩnh Tuy 1 vốn thường xuyên ùn tắc, tăng cường lưu thông. Thế nhưng chỉ chưa đầy một năm thông xe, cây cầu đã xuất hiện tình trạng ngập nặng sau mưa lớn, và không chỉ một lần mà rất nhiều lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC 14. Đây là hình ảnh được người dân ghi lại vào ngày 15 tháng 5 khi di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy 2 sau trận mưa lớn. Nước mưa bị ứ đọng, ngập trên mặt cầu, khiến các phương tiện đi lại vô cùng khó khăn. Điều đáng nói là tình trạng trên đã xảy ra 4 đến 5 lần từ khi công trình thông xe, gây bức xúc cho người dân. Thì rõ ràng là ngập thì dân đi lại thì rất khoát là phải chậm rồi, không đi được, ảnh hưởng rất nhiều chứ.
ảnh hưởng nhiều lắm. Nó ùn tắc lại cái đoạn kia, nó bị ảnh hưởng giao thông này rất là nhiều. Ghi nhận của phóng viên VTC14 trong sáng nay, dọc theo cả cầu Vĩnh Tuy 2, những điểm thoát nước đều bị bịt kín bởi bụi, rác thải, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa ảnh hưởng đến việc thoát nước của cây cầu. Mà đấy là mới mùa đầu mùa nhá, là nó vẫn còn có chỗ khô cạn, nó vẫn thoát được nước đi đấy. Vào mùa mưa này nhá, nó mưa độ vài trận nhớ là chỗ này nó tắc có khi phải hàng 10 tiếng đấy. Nó mà đã ngập chỗ này nhá, lượng mưa vào cái tầm giữa mùa mưa mà nó mưa to, mà nó mưa nhiều, cái đoạn này không đi được đâu. Theo các chuyên gia giao thông, nguyên nhân để một cây cầu mới bị ngập chỉ do rác thải là chưa hợp lý. Bên cạnh đó, vấn đề vẫn đang tồn đọng còn liên quan tới trách nhiệm quản lý của cây cầu. Đại diện Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, dự án đang được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội làm thủ tục bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quản lý. Các công trình cầu lại có một cái thuận lợi, nó ở cao, cho nên là thoát nước rất dễ. Chỉ việc làm những cái lỗ thoát nước rất dễ. Thế mà lại để bị xảy ra ngập lụt thì chứng tỏ rằng chỉ là có lẽ rằng chỉ là phần lớn là lỗi do thiết kế. Chúng tôi cho rằng cái việc đó là trách nhiệm của những người quản lý cầu về vấn đề là ùn tắc hay là rác thải nó đọng lại, thì cái việc đấy là trách nhiệm quản lý của cái đơn vị quản lý cầu phải giải quyết vấn đề chứ không phải để đổ lỗi cho người dân được. Sở Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố khẩn trương chủ trì phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục ngay. Việc kiểm tra, xử lý phải hoàn thành xong trước ngày 20 tháng 5. Từ đêm qua đến sáng nay ngày 17 tháng 5, mưa lớn liên tục nhiều giờ đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Mưa to đã gây ngập lụt cục bộ nhiều điểm trên các tuyến đường phố, khu vực trung tâm, nhiều xe chết máy, giao thông hỗn loạn. Từ sáng sớm đến gần trưa 17 tháng 5, Đà Nẵng đón cơn mưa lớn giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trên các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, mưa lớn gây ngập cục bộ từ 0,2 đến 0,5 mét, khiến nhiều xe máy và ô tô đi lại khó khăn. Mưa xối xả trong nhiều giờ đã khiến các cống thoát nước trên nhiều tuyến đường chảy không kịp, dẫn đến ngập úng cục bộ. Hơn 9 giờ mưa ngớt, trong khi nước rút nhanh ở đường Lê Duẩn, các tuyến Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi và khu vực xung quanh hai hồ điều tiết Thạc Gián và Vĩnh Trung, nước rút chậm hơn. Nhiều người dắt xe đến các tiệm để sửa, giao thông dần trở lại bình thường. Đài khí tượng Thủy văn Trung Bộ cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc đối với các xã, phường, huyện, quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Người dân cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn trong tình huống bất ngờ do mưa lũ có thể xảy ra. Ngày 17 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng nhà thầu thi công đèo Pren đang làm rõ việc một đoạn mặt đường đèo có hiện tượng bong chóc đá trong lớp bê tông nhựa, nghi là do hóa chất gây ra. Khu vực mặt đường gặp sự cố dài khoảng 250 m, từ km 225 700 đến km 225 950, hướng về huyện Đức Trọng. Sự việc được phát hiện vào hôm qua 16 tháng 5, nên cơ quan chức năng cùng nhà thầu đã lập tức vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Tại đây, hóa chất lạ kéo thành một vệt dài trên phần đường lưu thông của ô tô. Theo một nhân viên của nhà thầu, hóa chất này làm đá nhỏ không liên kết được với bê tông nhựa. Khi xe lưu thông đi qua sẽ tạo ra ma sát, khiến đá văng khỏi bê tông nhựa, vương vãi trên đường. Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, chưa xác định được vụ việc là do hành vi cố tình phá hoại hay sự cố của xe lưu thông qua đèo. Sau khi giám định nguyên nhân, mặt đường sẽ được khắc phục trong vài ngày tới.